Hello, hôm nay Thịnh mới mua cái camera hiệu Blink Bloodline camera. Bây giờ connect vô internet coi thử nó work thế nào. Bắt cho khách hàng. Không ngờ vừa rồi nó bán có 50 đồng. Very cheap. Nó có Bloodline này, mình bắt ở front door đó. Khi mà ai vô là hai cái đèn này nó automatic nó sáng lên. À, nếu mà mình set up motion thì nó gửi về cái phone mình nó làm tinh 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 là mình biết ai có ai ở phía trước rồi. Bây giờ mở ra connect vô internet coi thử nó work như thế nào nha. Very cheap. Thường thường cái Bloodline người ta bán 150 200, cái này có 50 đồng. Loại camera này nó bắt trực tiếp vô điện điện nhà các bạn à. Thấy không? Thấy nó có ba cái dây này là biết rồi. Dây đen này là dây dây hotline. Còn cái dây này là neutral. Dây trắng neutral. Còn cái dây là ground ground. Đó, cho nên là mình phải connect vô đây. Ví dụ như đây là điện nhà, connect đầu kia bên bên điện nhà ra đó, đen vô đen, trắng vô trắng, không dây rau vô dây rau, cho nên là phải cẩn thận một chút. Còn không thì cách bắt thứ hai rất là dễ, tôi chỉ cho các bạn dùng cái dây này nè, không dùng cái dây này, đầu này là găm vô cái ô cắm điện. Còn cái đầu này mình cắt ra không, nó cũng có dây hotline, dây rau, dây neutral rồi, mình connect vô đây không, vậy là xong, nó dễ dễ dàng, ít mất thời gian. Rồi bây giờ mình connect thử vào trong đài thử nó work như thế nào nha. Mình treo cái hen này lên. Đây là cũng một cái Bloodline này, hiệu Reolin nữa. Cái này 200 đồng đó, mình mua 200 đồng. Rồi. Rồi bây giờ mình connect thử cái Bloodline vô nó working như thế nào nha. Về dây điện về đây. Đấy, cái đèn này chỉnh lên chỉnh xuống được. Còn cái này thì connect vô này thôi, trắng vô trắng, xanh vô xanh, đen vô đen thôi, quá dễ bà con. Trắng vô trắng, hover nó lại, đen vô đen, xanh vô xanh, xong rồi. Đầu đây là connect vô điện thôi, là mình thử rồi. Còn camera nó work qua wireless. Ok, để thử quay. Mình bây giờ connect cái download cái app, connect vô coi nó work như thế nào, ban ngày và ban đêm nó work như thế nào. Rồi kết quả tốt thì mình sẽ mua nhiều về làm cho khách hàng. Ok, Download Blink Home Monitor app là xong. Open the door. Vô phòng xử, ra khỏi nhà. Vô là bắn đó cho không có giỡn nha.